Chào tất cả các bạn. Hôm nay chắc nhân đi bắn chim với mấy anh em. Đây có anh Trọng nè. Đây anh Cường. Mấy anh em là dưới mình dựng mới lên. Đây mấy anh em toàn người thân mặt. Hôm nay thì anh em mình quá quen với ông này rồi. Ông này là ông anh ruột mình nè. Đây bây giờ mình ướp đá. Vậy á, bỏ vô khe đá rồi mình ướp. Chơi dân dã. Ở đây là một trong ba khu du lịch của Dầu Tiếng mình. Đây là Hồ Thân Thở. Nó trùng tên với một khu du lịch cũng là Hồ Thân Thở nhưng mà ở Đà Lạt. Đây, đây là chim. Mấy anh em đi bắn. Này đi bắn rồi còn sóc nữa. Đây giờ là muối. Anh em bữa nay chơi dân dã một bữa. Đây giờ chuẩn bị là đây, đang đốt than. Anh Hoạt anh này anh Hoạt là anh Trọng. Hoạt nhiệt tình lắm. Hoạt cỡ này thì chút xíu là cu chín hết. Đây, cái này là mồi hồi chút xíu vậy thêm. Mướp nước. Đó là thôi chứ còn gì nữa. Sao? sao anh đi anh ý kiến gì không nay lên về tiếng trời anh có mát. Có cái gì đó gọi là bỏ xuống cho nó lạnh hay anh cường cho ý kiến anh Cường nay là anh lên điều tiếng chơi thấy điều tiếng sao anh Cường với mấy anh em điều tiếng sao có làm gì anh buồn không với anh em hôm nay là quá xuất sắc bắn 10 con thì trúng 9 còn một con thì nó hơi rung tay thiếu ly rượu thôi thiếu ly rượu nhưng mà cứ tầm kháng cái này 4 lần là ok rồi quá vip cút vậy mong một ngày gần nhất được đó anh Cường trên đất điều tiếng nên Cường ha okay. Bây giờ mấy anh em đang sắp bia sắp vô chuẩn bị cho nó lạnh chưa lạnh thôi nóng xíu là dưới lạnh á nước có lạnh được bỏ dĩa lên cho trái dĩa cho nó sạch sẽ đây là ông tài xế đẹp trai nhưng mà tôi nói thiệt với các bạn là tôi cũng nói trước toàn thể anh em xã hội luôn là tôi không thích ông này anh này cái gì anh cũng biết cái gì anh cũng dành trước mình hết rồi có thái đồ là anh chưa thấy chưa thấy à đúng không kiệt đâu bạn quay qua cho mình coi lấy cái cảnh này cho nó đẹp coi ok lộn cù lên kia rồi gió thổi tự nhiên một con gió tới đây. Hôm nay đi bắn mình bỏ nhà mới rồi đi được con sóc được rồi đó con này rửa nguyên trái luôn không nguyên trái luôn rửa cái rau đây rửa cái rau